Al Quivey. Thank you so much. Hello, VietFest. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu Tổ quốc cấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mong dòng máu ái quốc sôi trào trong huyết quản con. Thank you.
Kính thưa quý vị,